Xin chào bạn. Bây giờ hôm nay mình cho con đực già chiến của mình ra mình phối chồn. Thì như mấy bạn thấy đây là con đực chiến. Đực chiến của mình, đực này thì 3-4 năm tuổi rồi. Nó có kinh nghiệm chinh chiến rất nhiều con chồn rồi. Thì con đực này thì nó cũng nằm ở cái dạng to vừa phải. Nó khoảng đợt rồi mình cân nó thì nó khoảng 5 kg mốt. Thì con đực này thì nó được cái là cái khung xương nó rất là to, chân nó rất là bự, cái đầu nó rất là bự, nó đứng nhìn cái chân nó rất là to, nó thì cái khung nó rất là đẹp. Thì mình sử dụng mình phối những con chồn thì khi mà nó sinh sản ra thì nó khả năng nó thừa hưởng được cái gen của bố, được cái khung xương to, thì sau này khả năng những con của nó biết phối sớm là chuyện rất là cao. Đó thì mấy bạn thấy đó là con già. Già nó ôm một cái là một cái coi như là không thoát khỏi. Và đó, già nó gạo đầu phối một cái đó, coi như là cái không thoát khỏi. Nhưng mà con già khi mà phối á thì thường á là nó không phối liền. Nó qua nó coi coi cái lên giống chưa, lên tới chưa, nó đi lạng lạng rồi nó hơi hửi. Rồi nó nằm. Khi nào mà con cái mà nó cảm thấy con cái mà lên rồi đó, cái không còn cắn nữa thì nó mới bắt đầu nó giỡn cái, nó khiều, nó giỡn, nó thấy cái hung á thì nào nó không không đụng nữa. Rồi một hồi nó khiều, nó giỡn cái, chừng nào nó thấy con cái chịu rồi á thì nó mới ôm nó nhảy. Còn đối với con đực tơ á thì nó thấy con cái là nó coi coi nó hửi hửi là nó bay nó ôm rồi. Thì đôi khi bị con cái cắn. Đôi khi con cái cắn quạo quá cũng có thể nó cắn lại con cái. Còn đối với con dạ là nó kinh nghiệm hơn, là nó thấy cái nào chịu nó mới phối, nó bị cái cắn hơn. Và những con dạ tốt tính đó, là khi cái cắn đó, nó chỉ khẹt lại thôi chứ nó không cắn con cái. Thì đó là ưu điểm của con dạ. Nhưng mà khi phối con dạ, những anh em khi mới nuôi chồn đó, thấy con dạ nó không chịu phối, rồi mình nói con chồn nó không chịu phối, mình hồi xưa cũng vậy. Nhưng mà đó thật sự là do con dạ nó có kinh nghiệm, nó khôn hơn. Nào mà nó ngửi cái mùi, nó thấy con cái thới rồi, có thể phối được á, thì con già nó bắt đầu phối. Chứ nó không như con tơ, hấp tấp, vội vàng. Thì con tơ thì đối với anh em mới nuôi á, thì thả vào phối liền, thì anh em khoái, ai cũng vậy thôi. Còn thả qua mà nó nằm, nó ngủ, rồi nó khiều, nó giỡn rồi một hồi, nó mới rồi nó nằm, nó ngủ thì ai cũng bực mình. Thì đó là tâm lý chung của anh em mới thôi. Còn với như mình thì chúng trải qua nhiều lần phối chồn rồi. Thì mình thả qua, thấy con đực với con cái chưa chịu thì mình tách ra. Rồi chiều mình thả tiếp, chiều không được thì chiều sáng bữa sau. Mình làm vậy, mình thấy cái gì nào tới nhiều rồi đó, thì mình mới thả. Thì trong vòng khoảng 2 ngày là có thể đực nó phối được. Thì khi đực nó phối thì nó phối được một lần rồi, những lần sau mình thả qua là con đực nó sẽ ôm nó phối liền. Chứ nó không còn lâu, nó chỉ lâu là cái lần đầu phối. Tại vì nó chưa biết con cái nó có chịu hay không. Nếu mà nó hấp tấp thì cái nó sẽ cắn đó. Cho nên nó phải kỹ càng, nó từ 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 tốn lắm. Khi mà cái cho phối rồi đó thì thả qua là nó phối rồi. Đó, thì đây dạ mình đó, nó đầu nó ôm cái coi như là cái không thoát được. Coi như là cái không thoát được nó đâu. Thế mà cho phối rồi là chỉ dù vuột ra chạy né ra được rồi đó thì nó cũng bay lên nó ôm nó hốt liền. Đó, cái ưu điểm của con dạ đó là khi mà nó cái chạy thoát rồi nó ôm nó phối lại là nó phối, nó nhảy là vào liền, nó hay là cái chỗ đó. Còn đôi khi con tơ á là phải tí xíu nó mới vào được, nó chưa có kinh nghiệm bằng già. Nó con già là thôi phối đỡ to, đỡ cực, đỡ mất sức con già lắm, đỡ mất sức trong dòng đực. Còn những con tơ nó phối nhiều khi mất sức lắm, tại vì nó gượt con cái, nó quặn cái, hai con chạy tới chạy lui rồi con nào cũng nằm hả họng như á. Con già là đó. Này là phối gần xong rồi đó, phối gần được rồi đó. Thì mình cũng lưu ý cho anh em, để những anh em mà mới nuôi nhiều khi mình mua con đực nhảy con trai về rồi nó không nhảy, rồi mình điện mình phản ánh mình nói sao không nhảy. Nhưng mà không phải nha mấy bạn, đó là do con đực nó đang canh cái đó, chừng nào từ cái tới là nó nhảy à. Bây giờ là bắt xong rồi nè, bạn bắt đầu để ý cái chỗ đuôi của con chồn đực đó, đó nó giật rồi đó, đó nó giật đó, chỗ cái đuôi nó chỗ mười bẻ đít đó, nó giật đó.
đã coi như là đã khối đạt rồi đó. Còn đậu hay không thì cũng tùy nữa. Rồi, clip cũng hết rồi, xin chào mấy bạn, hẹn gặp lại mấy bạn vào một clip sau.